Vâng, xin chào các bạn đến với kênh gọi là nuôi ong. Thì trao đổi chia sẻ những cái kinh nghiệm để chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Ong thì nó làm sao nhỉ? Đấy, nay là đúng ngày mùng 2 nhá, video thẳng tưng. Nuôi ong mà chúng ta nó ăn là không bao giờ vào cướp mật. Nay tôi đã thử này, cắt những miếng tai mèo bỏ ra này. Đấy. Rồi cho bo phấn toàn cà phê không, nhưng mà không thèm ngó ngang gì đã động đến, le ve vài con cỡ khoảng 4 tiếng rồi. Đấy. 4 tiếng rồi. Thì thời tiết mà nó thuận lợi thì chúng ta nhớ cho xây cầu. Xây cầu vấn đề rất quan trọng người nuôi ong. À. Thế thì hôm qua có cái cầu đấy tôi cho xây nhưng mà không cho ăn, nhưng mà ong xây rất nhanh. Ra xuân này ong xây rất nhanh nhá, chúng ta chú ý ong xây cực nhanh luôn. Rồi rồi, chú cảm ơn. Quay làm video. Quay làm video. Vâng. Đây là cái đàn ong hai cầu hôm qua tôi đã nhấc đi. À. Nhấc đi cái cầu hôm qua mà không cho ăn nhá. Không cho ăn một tí nào, nhưng mà cái đàn ong vẫn cứ xây. Gần như là xây hoàn thiện. Đấy. Và ông chúa đã bò sang đẻ. Đó. Giờ cái sức đẻ của ông chúa lại lật ngược đây. Ông chúa này tôi sẽ quay cho nó to nhất, to nhất của đất. À. Đây. Nét căng chưa? Thôi. Ông chúa đấy. Đấy. Đẹp chưa? Nếu mà chúng ta cho xây cầu mới này đấy, lượng ong chúa đẻ thì chúng ta khi nó xây như này rồi chúng ta phải cho ăn liên tục. Một cái cầu này mà có nhộng vít nắp là phải cho ăn từ 5 đến 7 tối. Không được bỏ bê. Đấy. Không được bỏ bê. Đây, chúng ta chú ý. Vâng, đây là cái vườn ong bên trong. Đó. Vườn này để khéo là cũng được khớ khớ. Tôi tiếp tục tôi cho xây. Ngày hôm nay cho xây. Đấy. Video tiếp. Không gắn kết gì hết. Đây chúng ta xem đàn này. Đàn này hơi mát quân thì phải xây bên ngoài. À, nhộng đây. À. Mấy ngày hôm qua, ngày hôm nay nắng là rất tuyệt vời.
phấn về tương đối đủ. Đấy. Thế mà cái lượng mặt như này mà nó xây có nhộng vít nắp như này lên là rất đòi hỏi là đấy. Ong là đang chuẩn bị đẻ ra góc ngoài cùng này rồi. Đấy, ong chúa đây. Đàn này phải cho xây ra méo ra ngoài nhá. Đấy. Hơi non quân đấy là phải tùy theo đàn. À. Đàn này thì không chủ công được. Quan trọng là cho ăn tốt. Xây như kiểu này một số bác gọi là xây chờ. Đấy. Đây đàn này thì chắc xây chủ công được. Đây. Quần là cũng lìa ra ngoài túi bóng này. Quân lè ra thế này là đủ quân nhá. Đấy. Đấy, nhộng này đang nở này. Đấy. Đang nở vuông chặt chưa? Phấn giờ thoải mái rồi. Chỗ về ngoài phấn không mà không thèm nói năng gì. Không thèm nói năng gì. Đấy. Đây là biểu hiện là tai mèo là ra ong đực như này. Đấy. Lỗ này là lỗ ong đực này. Đã có trứng ong đực rồi này. Đấy. Chúng ta xây. Giờ nó chưa, ong nó chưa mạnh thì chúng ta là còn phải xây là nó còn đỡ ra ong đực. Đấy. Tầm 20 ngày nữa là xây là nó rất nhiều ong đực. Đấy, chúng ta chú ý. Nhớ là phải chống rét nhé. Rét cứ để nguyên về đêm chúng ta làm mà vẫn cứ lạnh. Đấy. Lại phải lấy tiếp cống nữa. Đấy, lại xây cái đàn bên đây. Đàn nào mà xây được thì tôi cho xây thẳng luôn. Mà đàn nào không cho xây được là xây chủ công. Đấy. Có 50% 2 và 50% 3. À, nhộng đây. Cái này là phải khi mà ong nó đã chạy xô này là chúng ta phải cực kỳ chú ý. Cực kỳ chú ý nhá. Cực kỳ chú ý ong mà nó chạy này là chúng ta xem là để thật cẩn thận. À. Đang bắt đầu vào nhộng xê súng bắt đầu nó mới để đẻ rộng ra. Đấy. Đây, cầu trong đây. Chúng ta đừng xem
nhấc cầu ra là ông chúa nó vớ vẩn là nó tụt xuống. Đàn này mới đang cơi nhộng, mới cơi chân này, xây là xây mé thôi nhá, xây mé ngoài. Xây ở mé ngoài này, như đàn này là phải xây mé tùy theo đàn nhé. Đấy. Xây mé. Chúng ta mà xem mà cứ nhấc cầu ra ông là vớ vẩn ông chúa là nó sẽ tụt quân xuống. Đây bắt đầu là tối mới lại cho ăn. Đây, còn đàn này nữa. Đàn này là cho xây đợt trước đây. Chúng ta xem cái thấp, thấp cái cầu xuống thì nó không bị rơi ông chúa. À, cái đàn này chắc vừa xong mới mới xây, mới cho vào. Đấy, đàn này lên 5 cầu thoải mái này. Đây, nhộng đây. Kịch xà luôn đấy. Đàn này vừa xong lúc nãy tôi mới cho này. Là đã có hiện tượng là ong bám cầu xây rồi đấy. Đấy, đã bơm mớm rồi này. Mơm mớm những cái gân mới được độ khoảng tầm 4 tiếng. Là phải cho nó ăn nhá. Đấy. Quá ok rồi. Đây. Nhộng là nó phải nở xoáy như này. Giờ nó bắt đầu đẻ rộng. Và nay nắng lên cho ăn thì nó mới có phấn cúc. Phấn cúc đỏ đỏ này. Đấy. Đấy, nở này nở xoáy nhá. Đấy. Chúng ta kiểm tra phải thật thấp tay xuống nhá. Thật thấp tay xuống. Đấy. Nói chung là ong tương đối là hoàn chỉnh. Vâng, đây đàn này nữa. Con vải thì nó tầm 15 ngày nữa. 10-15 ngày nữa. Đấy. Ông mới vào lớp đầu tiên sau cái đợt rét đại hàn đấy. Ong chúa đây. Đấy. Cho ăn đấy thì nó mới cơi chân ra. Đây. Nè. Đấy.
chúng ta không quật cái này ra, không quật cái này ra là đấy, đây phấn này này, phấn mới này, đấy, phấn mới đấy. Người nuôi ong cẩn thận đấy, người ta tính từ cái đây, từ cái mép ngón tay rồi, ngón tay trỏ này, từ cái mép thành thùng này mà ra đến cái tai cầu này là ong không thể xây được tai mèo nhé. Đấy mới là người làm câu chuẩn. Còn đây là cũng thuộc thành phần lộ cộ. À. Hơi video thì nó cũng dài, thì cũng quay sơ sơ thế. Thì tôi đang vào cầu, nó không có gì quan trọng. Xây cầu thì chúng ta phải choan. Một, xây chủ công, nhớ là phải chăm. Còn đây hoa, đây là cây vải cực sớm luôn. Đấy, là đã bắt đầu nở, nhưng mà lạnh như này là không ấy nhá, kinh thích con ong. Đấy. Vâng, để ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt.